Sáng nay tại xã Cát Văn, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cầu Đò Cung bắc qua sông Lam. Dự án cầu Đò Cung có chiều dài khoảng 420 m, bề rộng 9 m. Điểm đầu cầu tại quốc lộ 46C xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Điểm cuối cầu tại quốc lộ 46B xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Tổng mức đầu tư dự án là 178,8 tỷ đồng. Dự án Đò Cung được khởi công từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Đến nay, công trình đã cơ bản được hoàn thành và thông xe kỹ thuật đảm bảo tiến độ đề ra. Lễ thông xe kỹ thuật được tổ chức đúng ngày lễ trọng đại của đất nước, đã tạo ra sự kết nối quan trọng giữa vùng thượng huyện Thanh Chương với huyện Đô Lương. Cầu đưa vào sử dụng sẽ giúp cho nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân hai huyện và các vùng lân cận, đảm bảo thuận tiện, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.